Lan và Ukraine là đồng minh thân cận cùng chung mục tiêu đánh bại Nga. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine cũng đồng thời căng thẳng do những khúc mắc trong lịch sử. Thời Thế chiến II, nhóm quân nổi dậy Ukraine đã sát hại hàng chục ngàn người Ba Lan ở vùng đất trước kia thuộc Ba Lan, nhưng nay nằm ở miền Tây của Ukraine. Trong khi đó, thì hàng chục ngàn người Ukraine đã bị giết trong những vụ tấn công trả đũa. Phía Ba Lan gọi vụ sát hại người Ba Lan nói trên là thảm sát Volhynia, còn phía Ukraine gọi đó là một thảm kịch. Trách nhiệm về vụ Volhynia hiện vẫn là điểm nghẽn trong quan hệ giữa Warsaw và Kiev. Trong những tuần gần đây, vấn đề này đã nổi lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hai nước. Ba Lan thậm chí đang đe dọa ngăn chặn việc Ukraine xin gia nhập Liên minh châu Âu, chừng nào Kiev chưa nhận trách nhiệm về vụ việc này và chưa cho phép khai quật và cải táng hàng chục ngàn nạn nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan mới đây nói rằng Ukraine sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu trừ phi vấn đề trên được giải quyết. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng nhắc lại cảnh báo trước đó của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào hồi tháng 8 năm 2024. Ukraine sẽ phải bằng cách này hay cách khác đáp ứng các mong đợi của Ba Lan. Ukraine sẽ không thể trở thành thành viên EU nếu thiếu sự đồng thuận của Ba Lan. Ukraine phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, và có nhiều tiêu chuẩn như vậy. Đây không chỉ là vấn đề tiêu chuẩn thương mại, biên giới, pháp lý và kinh tế, mà còn là tiêu chuẩn về văn hóa và chính trị. Lời đe dọa trên càng có sức nặng hơn khi Ba Lan sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào năm tới. Những vụ sát hại nêu trên đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan trong hàng thập kỷ. Vấn đề này vẫn thường xuyên được nêu ra, bất chấp việc Ba Lan ủng hộ cao độ Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự với Nga từ đầu năm 2022. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2023 đã tổ chức một cuộc tưởng niệm chung về vụ sát hại ở thành phố Lutsk, miền Tây Ukraine. Cả hai vị lãnh đạo đều tưởng nhớ những nạn nhân vô tội. Ukraine nói rằng hai bên đều phải tha thứ. Họ cũng xin phía Ba Lan tha thứ cho họ vụ Volhynia. Kiev chỉ gọi đây là thảm kịch, chứ không phải là thảm sát. Warsaw phản đối cách gọi đó của Kiev. Dưới áp lực từ Ba Lan, thì Ukraine mới đây đã mềm hóa phần nào quan điểm của mình và nỗ lực hợp tác trong vấn đề khai quật hài cốt của các nạn nhân. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội trước chuyến thăm Warsaw gần đây: Ukraine sẵn sàng đàm phán về di sản khó khăn trong xung đột giữa Ba Lan và Ukraine thời chiến. Ông Sybiha viết: Chúng tôi đã thảo luận những bước đi kỹ thuật, chưa phải chính trị, để cuối cùng giải quyết được vấn đề khai quật. Vấn đề đã cản trở đối thoại chính trị giữa chúng tôi trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khúc mắc lịch sử giữa hai nước dường như sẽ vẫn khó khắc phục trong một sớm một chiều. Ukraine đang bày tỏ lo ngại Nga có khả năng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kharkov sau khi Nga di chuyển binh sĩ tới đây và tăng cường năng lực hậu cần. Kupiansk, một ngã ba đường sắt và đường bộ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp tế cho quân đội Ukraine, đang bị đe dọa. Hãng thông tấn Terafax của Ukraine đưa tin. Trong thông báo trên Telegram, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov của Ukraine cho biết, tình hình hoạt động theo hướng Kharkov không có nhiều thay đổi và vẫn rất khó khăn. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga. Theo tuyên bố của Ukraine, thì lực lượng Nga ở Vostochansk và Hyborg ở Kharkov đang bổ sung nhân sự và tăng cường các đơn vị ở những vị trí xung yếu. Đồng thời, Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động kỹ thuật nhằm phá hủy các công sự của Ukraine. Ông Volodymyr Dektyatrov, người phát ngôn của lữ đoàn Khatira thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, binh sĩ Nga xung quanh Vostochansk đang đào đường hầm và giải mìn. Họ thường xuyên sử dụng chiến thuật này. Có lẽ chiến thuật đó phù hợp với các trận chiến ở thành thị và ngoại ô hơn là ở vùng rừng núi. Ông Dekitiarov cũng nói thêm, việc tấn công các vị trí của Nga bằng máy bay không người lái và pháo binh không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Chúng tôi cần sử dụng nhân sự, bộ binh để đánh bật Nga ra khỏi các khu vực đó, ông nói thêm. Ukraine đã cáo buộc Nga thường xuyên tấn công Kupiansk, một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của quân đội Ukraine, ở khu vực Kharkov. Nga đã tiến hành nhiều vụ đánh bom ở Kupiansk, gây ra sự tàn phá lớn. Ông Andriy Besedin, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kupiansk cho biết.
Theo Ukraine, thì Nga đã thả bom dẫn đường nặng khoảng 1.500 kg vào trung tâm Kupiansk, tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng, tất cả cơ sở hạ tầng dân sự ở đó đã bị phá hủy. Ông Besedin nói thêm. Hiện Moscow chưa đưa ra phản hồi về các thông tin này. Theo các quan chức Ukraine, tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu chở hàng treo cờ Palau tại cảng Odessa, phía nam Ukraine hôm 7 tháng 10 vừa qua. Con tàu mang tên Optima vừa cập cảng vài giờ trước khi hứng chịu vụ tấn công. Vụ tấn công đã khiến một công nhân người Ukraine thiệt mạng và 5 thủy thủ đoàn mang quốc tịch nước khác bị thương. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã lên án hành động của Nga, đồng thời cho biết hai con tàu đã hư hại nặng nề tại trung tâm xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của các tàu này. Chúng ta phải hợp tác với tất cả các quốc gia và tổ chức có trách nhiệm để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đen và an ninh lương thực toàn cầu, ông đăng trên trang X của mình. Bộ Quốc phòng Nga từ chối trả lời yêu cầu bình luận. Trong khi đó, thì Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự. Nga đang cố gắng phá hủy hoạt động vận chuyển trên Biển Đen và khiến an ninh lương thực thế giới bị đe dọa. Điều này có thể dẫn đến những bất ổn nghiêm trọng hơn tại các khu vực nhạy cảm đang phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba cho biết. Chủ nhật tuần trước, thì tàu Paresa treo cờ Saint Kitts và Nevis chở theo 6.000 tấn ngô cũng được Bộ Khôi phục Kinh tế Ukraine báo cáo đã bị tấn công tại cảng Pivdeniv gần đó. Bộ này cho biết toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Paresa gồm các công dân Syria và Ai Cập đều không bị thương. Được biết là Paresa là tàu dân sự thứ 20 bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga. Tháng trước thì một tàu chở hàng treo cờ Saint Kitts và Nevis đã bị tên lửa Nga bắn trúng trên Biển Đen sau khi rời Aya. Một tàu khác treo cờ Antigua cũng bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Odessa. Nga đã nhiều lần tấn công cảng này kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Đại sứ Israel tại Ukraine cho biết, sau nhiều tháng thảo luận và chuẩn bị, Ukraine cuối cùng đã nhận được hệ thống cảnh báo tên lửa từ Zeva Adom. Theo đại sứ, Israel chỉ cam kết cung cấp hệ thống, còn Ukraine sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt và tích hợp thiết bị trên với tổ chức phòng không hiện có của nước này. Tờ Zeva Adom có thể xác định là tên lửa và UAV. Theo dõi chính xác chúng trong khi bay và tính toán các điểm cũng như thời gian có khả năng va chạm. Tại Israel, thì hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo về cuộc tấn công tên lửa ở cả địa điểm quân sự và dân sự. Cảnh báo sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các tên lửa bị đánh chặn hoặc hạ cánh và không phát hiện thêm vụ phóng nào nữa. Đại sứ Ukraine tại Israel, Yevhen Konychuk cho biết, các cuộc thử nghiệm tên Zeva Adom đã bắt đầu vào đầu năm 2023 và tiết lộ mục tiêu là để triển khai hệ thống này tại các thành phố lớn trên khắp Ukraine, nơi những cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công. Khi hoạt động thì hệ thống sẽ nhanh chóng cảnh báo người dân về các mối đe dọa sắp xảy ra từ các cuộc tấn công tên lửa ngày càng thường xuyên. Zeva Adom là một hệ thống cực kỳ phức tạp và có uy lực mạnh mẽ, nên sẽ phải mất một thời gian để đưa nó vào hoạt động. Chỉ cần làm được một nửa những gì hệ thống này thực hiện để bảo vệ các khu vực của Israel khỏi cuộc tấn công từ Gaza, thì điều đó sẽ có ý nghĩa đáng kể với Ukraine.